tình trạng tài xế chống đối khi bị kiểm tra nồng độ cồn tại một số địa phương gây khó cho công tác kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng. Bình phẩm, đe dọa, xúc phạm, thậm chí hạ nhục người khác đang gây nên những tổn thương tâm lý cho nhiều người. Bạo lực ngôn từ, vấn nạn trên không gian mạng. Hàng nghìn ca mắc mới được ghi nhận tại một số quốc gia châu Á. Tại sao lại có làn sóng dịch COVID-19 bùng phát? Các quốc gia phát đi cảnh báo về sự trở lại của đại dịch này. Nguyên nhân số ca mắc tăng lên có thể là do biến thể mới của chủng Omicron có tên XBB.1.16 có khả năng lây truyền cao hơn. Nghiêm cấm tăng giá cước, mạnh tay xử xe dù bến cóc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Đây là yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải đưa ra với các cơ quan đơn vị trong ngành. Với đường bộ thì các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá phí dịch vụ tại bến xe, các trạm thu phí xây dựng phương án tránh tình trạng ùn tắc. Với đường sắt, đường thủy thì đảm bảo các quy định về đăng ký, đăng kiểm, an toàn và tăng cường kiểm tra giám sát. Với hàng không, tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, niêm yết, công bố công khai giá bán và mức giá theo quy định. Từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử phạt 3 chủ phòng khám da liễu cùng các nhân viên tại đây do vi phạm hành chính quy định về khám chữa bệnh. Danh sách các phòng khám này vừa được Thanh tra Sở công bố. Trong đó thì có 2 phòng khám da liễu tại quận 10 và 1 phòng khám da liễu thuộc quận 3. Các loại vi phạm bao gồm kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người. Tại cơ sở thì không phải là bệnh viện hay là ghi tên khoa, phòng không đúng với hồ sơ được cấp phép, không đeo biển tên. Sở Y tế thành phố cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường kiểm tra giám sát các địa phương chỉ phòng khám từng vi phạm pháp luật và đã bị xử phạt. Thưa quý vị, chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc đã xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ. Đáng nói thì có hơn 50% số vụ xảy ra khi tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn. Một số địa phương xảy ra nhiều vụ việc có thể kể tới như là Hà Nội 4 vụ, Thành phố Hồ Chí Minh 3 vụ. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là so với cùng kỳ năm 2022, tăng 20 vụ, tăng 8 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương và tăng 22 đối tượng bị bắt giữ. Lý giải về vấn đề này, đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là tài xế sử dụng rượu bia sẽ dẫn tới việc là không kiểm soát được tinh thần hành vi của mình, là nguyên nhân dẫn tới một số trường hợp vi phạm có hành vi cản trở, chống đối, không hợp tác, không chịu đo nồng độ cồn khi lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra xử lý, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Một học sinh lớp 4 vừa cứu được 2 học sinh lớp 12 bị đuối nước. Ngày hôm qua, một nhóm 20 học sinh lớp 12 rủ nhau xuống sông Ba, đoạn chảy qua thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai để chơi. Nhóm rủ nhau xuống sông tắm, không may hai em bị sa chân vào chỗ nước sâu. Thấy bạn bị đuối dần, thế nhưng mà do dòng nước sâu, hầu hết học sinh không biết bơi nên đứng trên bờ kêu cứu. Lúc này thì em Cơ Bà Nguyên, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, đi ngang qua liền lao xuống dòng nước, kéo áo nạn nhân đưa vào bờ. Hiện nay thì sức khỏe hai em học sinh lớp 12 đã ổn định và quay trở lại học tập. Tiền Giang đang thiếu vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia dành cho trẻ. Tình trạng này đã xảy ra 3 tháng nay. Đây là vaccine được tiêm miễn phí cho trẻ em trên 2 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi. Để phòng ngừa 5 bệnh bao gồm bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não mủ. Để đạt được hiệu quả tối đa, vaccine này cần được tiêm lặp lại 3 mũi riêng biệt với khoảng thời gian giữa 2 lần tiêm tối thiểu cách nhau 1 tháng. Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố cho thấy là có 152 thí sinh đạt hơn 1.000 điểm trên thang điểm 1.200. Đây là kết quả làm bài của hơn 80.000 thí sinh từ 1.885 trường trung học phổ thông ở 61 tỉnh thành. Có đến một nửa là học sinh ở trường thường hoặc là vùng sâu vùng xa. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Là thí sinh có điểm cao nhất trường với 1.031 điểm, em Trọng Phát nằm trong top những thí sinh đạt trên 1.000 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 vừa qua. Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận có khoảng hơn 600 trên tổng số 825 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi này. Kỳ thi này đúng là đánh giá được năng lực của các bạn và chính cái việc mà nó không có thể ôn thi được, quyết định được là các bạn có thật sự giỏi hay không, các bạn có biết kiến thức để có thể suy luận đáp án đúng hay không, đặc biệt là phần thi logic trong bài. Không cần thiết là các em học những cái trung tâm bên ngoài, mà các em chỉ cần học hoàn thành tốt cái chương trình, hiểu hết những cái chi tiết mà thầy cô hướng dẫn
Và trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận thì cũng đã định hướng cái việc học theo cái đánh giá năng lực của học sinh ngay từ lớp 10. Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân tại quận 1 không có thí sinh trên 1.000 điểm, nhưng lại có điểm trung bình chung cao nhất so với điểm trung bình của cả kỳ thi. Thí sinh cao nhất đạt 994 điểm, sát với nhóm 1.000 điểm. Con đường này em thấy cảm thấy là nó dễ hơn và nó cũng dễ tiếp cận hơn so với con đường trung học quốc gia. Kỳ thi này nó như một cơ hội cho học sinh bọn em để dễ dàng vào cái đại học mơ ước hơn. Nó không chỉ nên dừng lại ở cái việc là 120 câu hỏi trắc nghiệm, mà có thể là những cái hình thức, một bài luận chẳng hạn, hoặc là test kiến thức của các bạn bằng những bài phỏng vấn, thì nó sẽ chuẩn xác hơn, chính xác hơn và tạo nhiều cái cơ hội nữa cho những bạn học sinh mà có cái khả năng vượt trội, các bạn được chứng tỏ cái năng lực của bản thân mình. Thống kê của Trung tâm Khảo thí đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, năm nay thành phố có khoảng 12 trong 64 trường của cả nước có thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Đạt được điểm tốt, tức là năng lực học đại học của thí sinh tốt. Mà đối với năng lực đọc đại học thì kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia quan tâm nhất đến cái năng lực về sử dụng ngôn ngữ, năng lực về tư duy logic, xử lý số liệu và năng lực giải quyết vấn đề. Các em đạt điểm cao đã chắc chân 90% vào những trường top đầu. Có thể nói các em đã đỗ đại học sớm dù còn 3 tháng nữa mới tốt nghiệp trung học phổ thông. 120 câu hỏi cho 10 bộ môn tổng hợp kiến thức từ lớp 6. Cách thi tiệm cận với quốc tế đã giúp cho nhiều thí sinh ở vùng sâu vùng xa thêm cơ hội và lựa chọn vào những trường đại học mà mình mong muốn. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Ấn Độ, số ca COVID-19 tăng nhanh làm bùng phát lo ngại, làn sóng dịch sẽ quay trở lại. Tôi cho rằng khi mà ngày càng nhiều người bị Covid thì ở những nơi công cộng không nên quá đông đúc và mọi người nên đeo khẩu trang. Ngành y tế Ấn Độ cảnh báo về biến thể mới. Nguyên nhân số ca mắc tăng lên có thể là do biến thể mới của chủng Omicron có tên XBB.1.16. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 4, tất cả các bệnh viện của chúng tôi thực hiện diễn tập để ứng phó tốt hơn nếu làn sóng COVID-19 quay trở lại. Cảnh giác với nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại. Thưa quý vị, dạo qua mạng xã hội những ngày gần đây thì thông tin về COVID-19 có nhiều hơn. Thực tế là số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đang tăng hơn trong những ngày qua và đây cũng là điều đang diễn ra ở một số quốc gia trong khu vực châu Á. Cảnh giác với nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại, đó là nội dung câu chuyện quốc tế sẽ được biên tập viên Kim Huệ gửi tới quý vị ngay sau đây. Và nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trở lại thì không ở đâu xa chị Thùy Vân ạ. Ngay buổi sáng hôm nay thôi thì tôi đã phải mua một bộ kit để test vì trong phòng làm việc của tôi là có đồng nghiệp bị dương tính với COVID-19 rồi. Và bây giờ đi làm thì đây, chiếc khẩu trang này tiếp tục trở thành một vật bất ly thân của tôi rồi. Thưa quý vị, là bây giờ tính theo thống kê của Bộ Y tế thì trong 7 ngày, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 vừa qua thì cả nước đã ghi nhận là 639 ca mắc COVID-19 mới, tăng 3,8 lần so với một tuần trước đó. Cao điểm nhất là ngày hôm qua có hơn 261 ca mắc. Như vậy là dịch bệnh COVID-19 trong nước đã có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4. Còn trên thế giới thì số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ thì đã đều ghi nhận mức tăng mạnh trong những ngày trở lại đây. Ngày hôm qua thì Hàn Quốc ghi nhận hơn 12.000 ca mắc mới COVID-19, Nhật Bản thì gần 10.000 ca, trong khi đó Ấn Độ là khoảng 7.800 ca. Tại Ấn Độ thì sau khoảng 8 tháng sóng yên biển lặng thì những ngày gần đây dịch COVID-19 lại đang tái bùng phát mạnh. Chắc hẳn là nhiều quý vị khán giả còn nhớ đến thời kỳ đỉnh dịch tháng 4 hoặc là tháng 5 năm 2021, Ấn Độ đã phải chịu đựng sức tàn phá ghê gớm của dịch bệnh. Và trước tình hình số ca mắc COVID-19 gia tăng thì Ấn Độ đã tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó dịch nhằm kiểm tra khả năng của hệ thống y tế trong trường hợp dịch tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 4 vừa qua, các bệnh viện trên khắp Ấn Độ đã tiến hành diễn tập để tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng. Các cuộc diễn tập tuân theo hướng dẫn của giới chức địa phương. Chúng tôi đang cố gắng cảnh giác cao độ để bất cứ khi nào bệnh nhân đến bệnh viện, chúng tôi có thể tiếp nhận, kiểm tra, hồi sức và quản lý đúng cách. Các cuộc diễn tập diễn ra với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, bởi hầu hết các y bác sĩ đã trải qua những thời khắc đen tối của đại dịch COVID-19 và không bao giờ muốn một kịch bản tương tự lặp lại.
Chúng tôi có 16 giường sẵn sàng cho khoa COVID-19 và tầng trên có 56 giường ICU. Tin tốt là hiện chỉ có 6 giường có người sử dụng và không có bệnh nhân COVID-19 mới nào nhập viện hôm nay. Nếu tình hình sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 diễn biến theo chiều hướng xấu, chúng tôi sẽ đặt máy thở cho bệnh nhân trong vòng 6 phút. Ngoài ra chúng tôi được trang bị tốt và sẵn sàng về mọi mặt như dự trữ oxy, tạo oxy, phòng chăm sóc đặc biệt, thuốc sẵn có hoặc đào tạo nhân lực. Nguyên nhân số ca mắc tăng lên có thể là do biến thể mới của chủng Omicron có tên XBB.1.16 có khả năng lây truyền cao hơn. Có lẽ đây là một biến thể gây bệnh nhẹ hơn, nhưng nó dễ lây lan hơn. Giới chuyên gia khuyến khích người dân Ấn Độ đeo khẩu trang trở lại, và trên thực tế đã có 3 bang yêu cầu người dân tái thực hiện quy định đeo khẩu trang ở nơi đông người. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Anh Phương thường trú truyền hình Việt Nam tại khu vực Trung Đông và Nam Á để tìm hiểu thêm về tâm thế ứng phó với sự bùng phát trở lại của COVID-19 tại Ấn Độ. Vâng, xin chào anh Phương ạ. Giới chức y tế Ấn Độ đánh giá thế nào về khả năng dịch tái bùng phát, và nếu tái bùng phát thì mức độ nghiêm trọng đến đâu ạ? Theo các số liệu ghi nhận tại Ấn Độ những ngày qua thì cứ 4 đến 5 ngày số ca nhiễm mới tính theo ngày lại tăng gấp đôi. Giới chức Ấn Độ giữ một thái độ khá thận trọng trong đợt bùng phát dịch lần này là vì vậy. Biến chủng phụ của Omicron XBB.1.16 được cho là thủ phạm của đợt bùng phát lần này. Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa Ấn Độ thì mới đây cũng đã ra một tuyên bố cho rằng là người dân cần cảnh giác chứ không nên sợ hãi. Bởi cho tới lúc này thì XBB.1.16 vẫn chưa cho thấy có sự gia tăng đột biến nào về độc lực. Tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân COVID hiện vẫn là gần 99%. Các viêm nhiễm mà XBB.1.16 gây ra vẫn chủ yếu ở hệ hô hấp trên, chứ không tấn công nhiều vào phổi. Có điều phải cẩn trọng là vì độc lực của XBB.1.16 dù không cao, nhưng vẫn được xác định là nguy hiểm đối với người trên 60 tuổi hay những người suy giảm hệ thống miễn dịch. Xin mời trường quay. Vậy bên cạnh việc diễn tập ứng phó ở các bệnh viện thì Ấn Độ còn thực hiện biện pháp phòng dịch gì nữa không anh Phương? Điều mà Ấn Độ cảm thấy lo lắng trong đợt bùng phát dịch lần này là việc người dân thờ ơ với COVID-19 quá sớm. Nhiều người bị ho sốt, cảm nhận mình có các triệu chứng của COVID-19 khá rõ ràng. Tuy nhiên giờ đây thì họ không chịu làm xét nghiệm nữa và cũng không còn ý thức tự cách ly gì cả. Công tác truy vết và đánh giá về mức độ bùng phát của dịch lần này tại Ấn Độ vì thế khó khăn hơn nhiều. Thực tế thì XBB.1.16 được xác định là đã lây nhiễm trong cộng đồng tại Ấn Độ từ vài tháng qua. Tuy nhiên tỷ lệ nhập viện là không cao. Giới y tế Ấn Độ vì thế cho rằng nguy cơ tái diễn một thảm kịch như từng xảy ra với biến thể Delta là không nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là đợt bùng phát lần này là không nguy hiểm. Giới y tế Ấn Độ những ngày qua nhấn mạnh một thông điệp, đó là nếu bạn cảm thấy mình nhiễm COVID-19 mà vẫn ổn, thì không có nghĩa là người khác cũng sẽ ổn như bạn. Nếu người nhiễm COVID-19 không giữ một thái độ đúng đắn để COVID-19 lây lan bừa bãi, thì rất có thể sẽ gây ra những hậu quả khó lường với những người xung quanh, nhất là những người già, suy giảm hệ thống miễn dịch, trong đó có thể có cha mẹ, bạn bè hay con cái của mình. Xin mời trường quay. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phương với những thông tin cập nhật từ Ấn Độ. Ở khu vực Đông Bắc Á thì Nhật Bản cũng là nơi ghi nhận số ca COVID-19 tương đối cao. Dù vậy thì từ đầu năm đến nay, đường cong dịch bệnh ở nước này đang giảm dần. Kết quả này có được có thể là nhờ tâm lý thận trọng phòng dịch của người dân. Sau một tháng chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 thì nhiều người vẫn không bỏ khẩu trang. Dường như là sau 3 năm dịch bệnh, việc đeo khẩu trang đã trở thành thói quen và tạo ra cảm giác an toàn hơn khi tiếp xúc tại những nơi đông người. Phản ánh của phóng viên Long Nguyễn tại Nhật Bản. Trên đường phố hoặc trong các ga tàu tại Nhật Bản có thể thấy chỉ lác đác một số người bỏ khẩu trang. Đa số còn lại vẫn lựa chọn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Theo một khảo sát gần đây, có đến 86% người dân vẫn đeo khẩu trang. Một phần là bởi đây đang là thời gian bùng phát dị ứng phấn hoa, nhưng lý do chính là phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Mặc dù đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch và cho phép người dân bỏ khẩu trang, nhưng cơ quan y tế Nhật Bản vẫn khuyến cáo đeo khẩu trang trong một số trường hợp như đi khám bệnh ở các cơ sở y tế, người đến thăm các cơ sở y tế hoặc viện dưỡng lão, hoặc tham gia các phương tiện công cộng đông người. Chính phủ Nhật Bản vẫn tỏ ra khá thận trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Ưu tiên kiểm soát sự lây nhiễm dịch bệnh được xem là quan trọng hàng đầu.
nhiều người Nhật Bản vẫn lựa chọn đeo khẩu trang khi đi ra đường, phần lớn để phòng dịch COVID-19. Không chỉ đeo khẩu trang, các biện pháp khử trùng vẫn được thực hiện tại các cửa ra vào của các trụ sở làm việc hay trung tâm thương mại. Hiện chính phủ Nhật Bản vẫn thúc đẩy người dân tiêm chủng các mũi tăng cường để phòng nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Còn ở Việt Nam, trước tình trạng số ca COVID-19 trên cả nước đang gia tăng, Bộ Y tế ngày hôm qua đã ra công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay, thì Hà Nội là thành phố có số ca mắc cao nhất. Trong 3 ngày qua, thì mỗi ngày, thành phố ghi nhận gần 100 ca mắc mới. Theo khảo sát, thì đã có trường hợp là học sinh. Các trường học đã và đang nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp phòng dịch theo phương án đã được xây dựng. Ngay từ đầu tuần, thì các giáo viên tăng cường nhắc nhở học sinh tự mang theo bình nước, chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân, cùng với nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19 khác. Các trường thì đang tăng cường vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn. Trong lớp học, thì việc vệ sinh cá nhân của từng trẻ cũng được chú trọng. Cùng với đó là công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đến học sinh và phụ huynh để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. Hồi tháng 1, thì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Nhưng tổ chức này cũng hy vọng là cuối năm nay, 2023, tình trạng này sẽ chấm dứt. Khi đó thì thế giới sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, giảm số ca nhập viện và ca tử vong xuống mức thấp nhất có thể và quản lý dịch COVID-19 một cách bền vững. WHO vẫn lưu ý là SARS-CoV-2 vẫn là một loại virus nguy hiểm đối với sức khỏe con người, với nền kinh tế và xã hội nói chung. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cần giữ tâm lý cảnh giác, đề phòng bị lây nhiễm COVID-19 trở lại. Người xưa thì vẫn có câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vết thương do đòn roi gây ra lâu ngày thì cũng sẽ lành sẹo. Thế nhưng những tổn thương về tinh thần do những lời lẽ bình phẩm ác ý, thóa mạ, hạ nhục dồn dập thì rất dai dẳng. Trong thời đại số, mạng xã hội luôn được coi là đời sống thứ hai của nhiều người. Mạng ảo và đôi khi là ẩn danh, thế nên nhiều ngôn từ được phát ra một cách dễ dàng hơn. Người dùng sẵn sàng buông ra những phát ngôn, những bình luận đầy tính sát thương, thậm chí là miệt thị khi bình phẩm, phán xét một ai đó, rồi nhanh chóng biến mất sau bàn phím. Công kích tập thể, thành lập các hội nhóm anti như quan tòa phán xét sự việc khi chưa rõ đúng sai là hiện tượng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Và bạo lực ngôn từ như một lưỡi dao vô hình có thể đâm vào bất kỳ ai. Một vụ tai nạn thương tâm cướp đi người thân của một gia đình, nhưng đáp lại là không ít bình phẩm vô cảm trên mạng xã hội. Một diễn viên chia sẻ nỗi niềm trên mạng, nhưng nhận về lại là những bình phẩm chê bai thiếu căn cứ. Chị Hương từng bị tấn công trên mạng xã hội vì đưa ra những ý kiến khác biệt. Là chuyên gia tâm lý mà thời gian dài bị tổn thương ghê gớm, chị không cân bằng nổi tâm lý. Khi mà đọc được những comment như vậy thì bản thân chúng tôi cảm thấy cực kỳ lo sợ, cực kỳ mất niềm tin trong cuộc sống. Và bản thân tôi khi bị bạo lực ở trên mạng cũng đã từng rơi vào trạng thái như vậy. Tôi cảm thấy rằng là nếu tôi bước chân ra ngoài thì có thể sẽ có một đội quân đang chờ sẵn để có thể là ném đá tôi đến chết. Cô gái này là nạn nhân của những lời miệt thị ngoại hình, lăng mạ sau khi đăng một clip. Có một bạn nữ khác vào trả lời cái comment đó, nói mình là con gái. Nhưng mà bạn nam này trả lời comment rất là vô duyên. Và đỉnh điểm, bạn nam đó nói là những người ngược clip là khuyết tật ngực. Những bình phẩm thiếu văn hóa, xúc phạm có thể mang đến sự thỏa mãn nhất thời, kiểu nói cho sướng miệng của một ai đó. Nhưng bản thân họ chưa chắc đã biết hành động của mình có thể vi phạm pháp luật. Một hành vi xúc phạm người khác trên mạng xã hội thì có thể sẽ bị xử lý bởi các chế tài hành chính như là phạt tiền, như buộc phải công khai xin lỗi, hoặc là cả chế tài hình sự bao gồm cả phạt tiền, hoặc thậm chí là phạt tù nếu như trong trường hợp gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Những vết thương lòng cứ dai dẳng, cứa vào tâm hồn của bao người, trong đó có không ít em nhỏ. Đã có những nữ sinh tại Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai tự kết liễu cuộc đời vì những lời độc địa phía sau bàn phím. Đối với những người phát ngôn hay bình luận, một lời nói có thể vô tình, một dòng nhận xét hay bình phẩm có khi chỉ là một câu bông đùa, thiếu suy xét. Thế nhưng với người nghe, nó sẽ là một lời miệt thị. Vì thế, một vài bình luận đổ lỗi cho nạn nhân, miệt thị người khác có nguy cơ châm ngòi cho những cuộc tấn công mạng.
lôi kéo đám đông thiếu thông tin hoặc chưa suy xét thấu đáo, cẩn trọng về một câu chuyện, nhân vật hay một vụ việc nào đó. Có những trường hợp là tấn công mạnh quá dẫn đến là các bạn ấy còn không dám đi học, không muốn đi học và không muốn đối diện đối với xã hội con của các bạn ấy. Và như vậy là cả gia đình nạn nhân đều bị tổn thương cực kỳ trầm trọng trong cái câu chuyện mà đôi khi họ không hề có lỗi gì cả. Và hoặc là những trường hợp căng thẳng hơn nữa là có nhiều nạn nhân rơi vào trạng thái trầm cảm mà phải điều trị bằng thuốc, bằng y học, và thậm chí có những trường hợp là tách rời và không muốn tiếp xúc với xã hội nữa. Rõ ràng là tâm lý azure, tâm lý đám đông trên không gian ảo đã khiến cho một vài bình luận trở thành tâm bão bạo lực ngôn từ. Nhiều bình luận ác ý, hạ nhục người khiến cho nhiều người bị tổn thương hoặc rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Đau lòng hơn, không ít nạn nhân đã phải tìm đến cái chết. Tháng 2 năm nay, một cô gái 23 tuổi ở Trung Quốc đã tự tử sau khi bị gọi là gái quán bar, ác quỷ. Cái chết của cô phơi bày nạn bạo lực mạng ngày càng nghiêm trọng ở xứ tỷ dân. Câu chuyện xuất phát từ việc cô gái này đăng bức ảnh chụp cùng người đàn ông nằm trên giường bệnh để chúc mừng bản thân trúng tuyển vào lớp thạc sĩ chuyên ngành sư phạm âm nhạc, nhưng bị xuyên tạc thành câu chuyện người đàn ông già yếu kết hôn với cô gái trẻ. Trước đó, có ít nhất 2 vụ tự tử vì bạo lực ngôn từ xảy ra tại Trung Quốc. Còn tại Hàn Quốc, vấn nạn bắt nạt, tấn công người khác trên nền tảng mạng xã hội ngày càng nhức nhối, đẩy nhiều người nổi tiếng vào đường quyên sinh, như sự ra đi của Hana Kimura, Suli và Gohara, hai nữ ngôi sao K-pop, hay mới đây nhất là Kim In-hyeok, một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp đã tự tử và để lại lời nhắn: "Những bình luận ác ý đã quấy rối tôi trong nhiều năm, tôi không thể chịu đựng được nữa." Những người thoá mạ, phán xét ác ý người khác không biết rằng có ngày chính họ hay người thân gia đình họ cũng có thể trở thành nạn nhân. Tại Việt Nam đã có nhiều người bị xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những người liên quan. Và đầu tháng 4 năm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng với 4 đồng phạm vì tội danh này. Và thưa quý vị, có thể nói rằng cách đây vài ngày, Twitter đã công bố các quy tắc ngầm nhằm ngăn chặn bạo lực ngôn từ trên nền tảng này. Pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới có các quy định rất rõ ràng và nghiêm minh để bảo vệ các cá nhân khỏi những cuộc tấn công ở trên mạng. Thông tin này cũng sẽ kết thúc góc nhìn văn hóa ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Đây là Eddie De Preto, một ca sĩ người Pháp. Năm 2021, anh trở thành nạn nhân của hành vi lăng mạ trực tuyến. Sau khi công khai, anh gặp khó khăn trong việc dung hòa giữa xu hướng giới tính với đức tin của anh. Sau đó, tài khoản Instagram của Eddie nhận khoảng 3.000 tin nhắn lăng mạ và dọa giết. Ca sĩ người Pháp đã đệ đơn kiện. 17 người từ 20 đến 26 tuổi bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm hại lợi ích của người khác. Thậm chí trong số các bị cáo, nhiều người còn không biết Eddie là ai. Họ chỉ công kích anh ta vì cho rằng niềm tin tôn giáo của họ bị xúc phạm. Cuối cùng, tòa tuyên án 11 người nhận án tù giam từ 3 đến 6 tháng. Tòa án có nhấn mạnh rằng một người không thể vô tội nếu có hành vi bạo lực ngôn từ trên mạng nhằm vào các khuynh hướng tình dục hay đơn giản là tính cách của người khác. Tuy nhiên, hình phạt mà những người này phải nhận chưa phải là nặng nhất. Tại Pháp, luật hình sự của nước này quy định bạo lực mạng sẽ bị trừng phạt với mức án tối đa là 1 năm tù và phạt 15.000 euro. Các nước châu Âu khác cũng có những quy định về chống phát ngôn thù ghét. Các quy định này thường nằm trong các đạo luật bảo vệ trật tự công như luật hình sự, luật trật tự công và thường được xếp cùng với các nội dung chống phỉ báng, bôi nhọ. Tại Hà Lan, các hành vi phỉ báng công cộng bị cấm, bao gồm lời nói, viết, minh họa kích động thù ghét dựa trên chủng tộc, tôn giáo. Tại Đức, luật cải thiện thực thi pháp luật trên các mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017. Luật này quy định các quy tắc mà các nhà cung cấp mạng xã hội phải tuân thủ khi xử lý khiếu nại của người dùng về tội phạm gây thù hận, các nội dung tội phạm khác trên mạng và nghĩa vụ báo cáo theo hàng quý. Còn tại Mỹ, hiện có 22 bang đã quy định các điều khoản của luật hình sự liên quan đến bạo lực mạng, với mức án từ 3 tháng đến hơn 10 năm.
Tình trạng vỡ nợ của các quốc gia gia tăng đáng kể từ năm 2020 đến nay. Báo cáo mới nhất của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, từ năm 2020 đến quý 1 của 2023 đã xảy ra 14 vụ vỡ nợ liên quan đến 9 quốc gia như là Belarus, Sri Lanka, Ukraine, Argentina. Các quốc gia tốn nhiều thời gian hơn để tái cấu trúc nợ và thời gian vỡ nợ kéo dài của những nước này trung bình là 107 ngày, tức là nhiều hơn 35 ngày so với mức trung bình của năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do nợ chính phủ liên tục tăng trong 10 năm qua, cú sốc do đại dịch Covid-19 cũng như là những tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát toàn cầu và chính sách tiền tệ thắt chặt đột ngột. Liên Hợp Quốc cho biết 3 tháng đầu năm nay là giai đoạn có số người di cư thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải cao nhất kể từ năm 2017. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, đã có hơn 440 người di cư thiệt mạng khi tìm đường tới châu Âu từ tháng 1 đến tháng 3. Nhưng không loại trừ khả năng con số này thấp hơn thực tế. Các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ của các nước bị gián đoạn là một yếu tố dẫn tới việc gia tăng các sự cố nghiêm trọng. Ngay trong ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia cho biết đã tìm thấy thi thể 10 người di cư sau khi tàu chở những người này bị chìm trên hành trình đến với châu Âu trước đó một ngày. Các học sinh có hành vi bắt nạt tại trường học ở Hàn Quốc sẽ bị lưu hồ sơ kỷ luật trong quá trình xét tuyển vào đại học. Đây là một trong những biện pháp vừa được giới chức Hàn Quốc công bố nhằm chống lại tình trạng bạo lực học đường tại quốc gia này. Giới chức Hàn Quốc cho biết là kể từ năm tới, các trường trung học sẽ lưu giữ hồ sơ kỷ luật của những học sinh có hành vi bắt nạt nghiêm trọng trong 4 năm thay vì 2 năm như trước đây để các trường đại học có thể xem xét trong quá trình tuyển sinh. Các trường đại học cũng được yêu cầu trong quá trình tuyển sinh cần chú trọng hơn tới hồ sơ kỷ luật của học sinh bên cạnh vấn đề điểm số. Nhiều biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị bắt nạt tại trường học cũng sẽ được triển khai như là tăng thời gian cách ly với thủ phạm hay cho phép chuyển lớp theo yêu cầu. Các biện pháp được giới chức Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh là số vụ bạo lực học đường tại nước này trong năm ngoái đã tăng gần 70% lên hơn 62.000 vụ. Một vườn thuốc ở vùng Đông Bắc Thái Lan vừa thông báo là đã ấp nở thành công một con kền kền đầu đỏ. Và đây là lần đầu tiên, là lần nhân giống thành công đầu tiên ở Thái Lan sau 30 năm và là trường hợp thứ 2 trên toàn thế giới. Và tổ chức công viên động vật học của Thái Lan đã cố gắng nhân giống loài kền kền đầu đỏ có nguy cơ tuyệt chủng, thường được gọi là kền kền vua châu Á kể từ năm 2005. Kền kền đầu đỏ đã tuyệt chủng trong tự nhiên từ năm 1992 và được liệt kê vào danh sách cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế vào năm 2021. Các nhà khoa học của Thái Lan hy vọng sẽ tiếp tục thành công với những con thứ hai, thứ ba và khi đủ số lượng sẽ thả chúng về với tự nhiên. Campuchia đã được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness với màn xếp gấp trái tim bằng nhiều giấy nhất thế giới. Gần 4 triệu trái tim gấp bằng giấy đã được trưng bày tại thành phố lớn ở chữ Khmer tại khuôn viên trước ngôi đền cổ Angkor Wat. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cho biết để thực hiện dự án này, các tình nguyện viên trên cả nước từ trẻ em đến người cao tuổi bắt đầu tham gia xếp hình trái tim từ tháng 9 của năm ngoái. Các đời thị trường ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ là New York, ai cũng vật lộn với cuộc chiến chống chuột. Nhưng tới thị trường hiện nay của thành phố thì cuộc chiến đó đã trở thành một trọng tâm. New York lần đầu tiên lập ra một vị trí chuyên trách mới, đó là giám đốc giảm nhẹ ảnh hưởng của chuột. Ngày hôm qua thì vị giám đốc đó đã ra mắt cùng danh hiệu không chính thức là vua diệt chuột. Thị trưởng thành phố New York, Mỹ đã giới thiệu một cựu nhân viên sở giáo dục làm tổng tư lệnh trong cuộc chiến chưa có hồi kết của thành phố với chuột. Sống ở thành phố này cùng với gia đình của chúng ta đã đủ đắt đỏ rồi. Chúng ta không cần thêm những cư dân ngoại lai như chuột khủng bố chúng ta hàng ngày. Đấy, như về nhà mở tủ bếp thì chuột nhảy bổ ra. Hay có lúc tôi gặp những người mẹ cho xem ảnh con mình có vết chuột cắn. Hay khi đang đi đường thì chuột chạy ngang qua chân. Những chuyện như thế làm chúng ta ám ảnh cả ngày. Thế nên giám đốc giảm nhẹ ảnh hưởng của chuột trên toàn thành phố mới tuyên bố rằng các bạn sẽ nhìn thấy tôi nhiều, chứ chuột thì sẽ thấy ít đi rất nhiều. Các con chuột Tapiza có thể thích sống trong sự nổi tiếng, nhưng chuột và các điều kiện sống của chúng giờ đây không còn được chấp nhận ở thành phố New York. Tôi sẽ có cách tiếp cận khoa học với hệ thống, tập trung vào việc cắt nguồn thức ăn, nước và nơi trú ẩn của chuột và đảm bảo rằng toàn bộ dân New York sẵn sàng chiến đấu. Thị trưởng New York đã đăng quảng cáo tuyển dụng vị trí chuyên trách diệt chuột vào năm ngoái với mức lương là 120.000 đến 140.000 đô la một năm, tức là khoảng 2,8 tỷ đến gần 4 tỷ đồng. Bà Coradi là người đã có kinh nghiệm. Trước đây, bà đã phụ trách việc chống chuột ở hệ thống trường công của thành phố.
Số lượng chuột ở New York đến giờ không kiểm đếm được. Nghiên cứu từ năm 2014 chỉ ước lượng con số khoảng 2 triệu con, tức là bằng 1/4 dân số New York.